Chị là Huỳnh Nữ Kiều Phương, hiện tại chị là giám đốc của công ty xây dựng Hữu Lộc chuyên về xử lý nền đất yếu. Chị đã tham gia với cái group của chị Lê offline trước, thì ban đầu chị cũng nghĩ là đủ rồi. Nhưng mà sau đó thì mọi người chia sẻ rất là nhiều những điều đã học được từ cái khóa học chính thức và chị quyết định đã tham gia. Có thể nói là nó một điều rất là may mắn và chị cho nó là một cái duyên lành khi mà chị đến với năng đoàn Kim Cương và hiểu được là ứng dụng về luật nhân quả trong kinh doanh, thì chị thấy điều này thật là tuyệt vời. Nó đã giúp cho chị thay đổi hoàn toàn, trở thành một con người có một cuộc sống vui vẻ và thành công hơn. Từ khi mà biết đến năng đoàn Kim Cương thì cái công việc điều hành công việc của mình đã trở nên rất là dễ dàng. Trước đây thì mình rất là áp lực, bởi vì mọi người cũng biết công ty xây dựng thì nó có rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên là khi mà mình biết được luật nhân quả, mọi thứ đến từ mình, thì mình đã có cái thái độ hoàn toàn thay đổi. Những cái áp lực đó bây giờ nó không còn là áp lực nữa. Mình cũng thay đổi hẳn đi cái tính của mình là hay nóng tính. Trước đây mình thấy sự việc gì cũng rất là dễ nóng tính, nhưng mà bây giờ thì mình đã đối xử với nhân viên rất là thông cảm, chia sẻ và kiên nhẫn với các em. Đối với đối tác cũng vậy, trong những cái phần về thanh toán thì đặc biệt là có cái sự cải thiện. Mình hiểu được rằng là cái sự chần chừ trong cái việc mà thanh toán nó cũng là một cái việc giao hàng không tốt. Thế là mình đã thể có cái lịch thanh toán là mình thanh toán ngay. Còn đối với các cái đối tác của mình thì bây giờ cũng vậy, có nghĩa là mình sẽ rất là tạo điều kiện hỗ trợ các cái đối tác, để có những lúc mà họ gặp khó khăn trong việc thanh toán cho mình thì mình vẫn hỗ trợ để hoàn thành cái việc của mình. Rất là ấn tượng bởi vì cái cách giảng dạy của anh rất là vui nhưng mà lại rất là sâu sắc. Thì là một người chủ doanh nghiệp, nhưng mà khi mình thấy anh nhấn nhá và chia sẻ thì mình cảm thấy là rất là ấn tượng và nó tạo một cái dấu ấn và mình rất là khâm phục anh. Mình cũng đã giới thiệu rất là nhiều bạn bè về bộ sách Năng đoàn Kim Cương. Và bước tiếp theo nữa là mình cũng luôn luôn nhắn nhủ các bạn của mình là nếu như mọi người có thời gian thì hãy đến với cái khóa học này, bởi vì nó sẽ giúp cho các anh chị sẽ có một cái trải nghiệm hiểu được rất là nhiều cái điều mà trước đây chúng ta cảm thấy nó là áp lực, nó là cái sự khó khăn trong cuộc sống, thì bây giờ mọi thứ nó đều rất là nhẹ nhàng và kết quả thì nó sẽ rất là tuyệt vời.